Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Phạm Quang Vinh, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Hang Nước, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trương Văn Hưởng, sinh năm 1985 hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và đối tượng Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 0692345860 và 0692321667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện